cố phai mì, thế là đều đồ lý à. Bà lên công an phường trình bày chuyện đã qua, bà em nói rằng ba em chồng phai lan đào lên cú phai mì, thiệt là điều vô lý. Bà lên công an phường trình bày chuyện đã qua, bà em nói rằng ba em chồng phai lan đào lên cú phai mì, thiệt là điều vô lý. Ba em chồng phai lan đào lên cú phai mì, thiệt là điều vô lý. Ba lên công an phường trình bày chuyện đã qua, ba em nói rằng ba em chồng phai lan đào lên cú phai mì, thiệt là điều vô lý.